vậy nó kêu Trời mà ơi, ăn mì gói mà thấy ngon hả? Nhỏ ăn lớn mẹ không cho ăn mì gói, giờ ăn mì gói hả? mẹ một ba một gan speed Cái này gọi là mì gói, tiếng Việt Nam gọi là mì gói. thôi em mình sơ hơi đi dầm dầm À, English là gì? Tiếng Anh hay tiếng Pháp hay là tiếng Đan Mạch? English sẽ hơi đi dầm dầm. English là tiếng Anh. Trời ơi, ngon dữ vậy hả? Con cắn ra, con lấy răng con cắn ra. Vừa đi đến hả? Event. Con phải tập nói tiếng Việt đấy chứ, sao con không biết nói tiếng Việt thì mẹ buồn lắm. Mẹ là người Việt Nam mà. Con cái con đang cầm là cái muỗng. Nói lại mẹ nghe coi, cái muỗng. Muốn Nha, còn cái kia con cầm là gọi là đôi đũa. tôi chưa Ừ, đôi đũa. đủ hết xác thì gần mùa Vậy thì nói lại cho mẹ nghe nó là cái gì? con chưa Yeah, đúng rồi. mình đi mời Cái con đang ăn là cái gì? con tiếp này là Mì gói. mi gói Yeah. Thèm chảy nước miếng ra mẹ mới cho ăn. Ngon không? Trời ơi, ngon hơn hơn Sơn Hào Hải Vị luôn hả? Ăn mì không mà không ăn gì hết ạ. À, không có dồn nhiều quá, dồn nhiều quá mắc họng đó. lên Ven tiếng Việt, tiếng Việt Nam là gì? đó Ven á, tiếng Việt Nam là gì? Nước. nước Cái con đang cầm là gì? đó Cái con đang cầm để uống là gì? tính hả Cái muỗng. rồi hèm muốn Cái tay phải, tay trái con đang cầm là gì? cúi túi Đôi đũa. cúi đúa bên múa Trời ơi, thèm mì gói dữ vậy luôn hả? Mà lâu lâu mới ăn thôi nha, ăn nhiều không có tốt nghe chưa? Phải ăn với thịt với cá chứ. mình đặt lúa hả? Đặt đặt quân đi hả? Ở vàng bên. Ở đi hả? Quân trên nhà hát bí sụt in. Mà nghe đi mà. Ok, thôi tự ăn đi. Để bí sụt in càng ý. Ở hết lại.